Radio nâng dậy tâm hồn. Số thứ 6. Tình yêu ơi, đừng làm tổn thương nhau. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio nâng dậy tâm hồn. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, khi cuộc sống có quá nhiều lo toan và căng thẳng, thì tình trạng mất quân bình là điều rất dễ xảy ra, đặc biệt là trong xã hội hiện đại ngày nay với lắm áp lực từ đời sống, gắn liền với công nghệ và nhịp độ sống hối hả, dồn dập. Trong một môi trường như vậy, con người thường xuyên bị sút mòn năng lượng, để rồi đánh rơi những giá trị tốt đẹp của mình và còn tạo sinh thêm nhiều thói quen tiêu cực. Thêm vào đó, chúng ta cũng bị cuốn theo đời sống nhanh mà quên đi hay thậm chí không hay biết sự tồn tại của những vết thương tâm hồn đã có mặt từ rất lâu trong chính mình. Khi một người đang ở trong tình trạng thiếu năng lượng, thiếu sự lành mạnh trong đời sống riêng như vậy, thì hệ quả hiển nhiên là các mối liên hệ tình cảm chung quanh họ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực theo. Việc vô tình làm tổn thương nhau khi tâm hồn bệ rạc là điều luôn phổ biến. Một người có thể bị trầm cảm do sống bên một người khác vốn có quá nhiều năng lượng tiêu cực, nhất là khi họ bị kìm kẹp, bạo hành về mặt tinh thần và thể chất. Ngược lại, sống lâu ngày bên một người trầm cảm mà không có sự trang bị thích hợp cho chính bản thân thì tình trạng bị kéo theo cảm xúc tiêu cực hay thậm chí lún cả vào hội chứng trầm cảm của đối phương là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Radio số 6 tuần này với chủ đề Tình yêu ơi đừng làm tổn thương nhau sẽ phát họa lại những ảnh hưởng nặng nề và sâu sắc trong tình yêu, khiến cho đôi bên bị tổn thương, đồng thời chia sẻ những câu chuyện mang tính gây dựng lại niềm tin rằng một tình yêu hướng về giá trị chân thật cao cả và vô điều kiện sẽ có thể mang tới cho nhau rất nhiều sức mạnh để chữa lành tâm hồn. Trong radio chủ đề về tình yêu kỳ này, có khá nhiều tiết mục mới lạ, độc đáo. Ngoài ra như mọi lần, phần pháp thoại có video hình ảnh của thầy. Bên cạnh đó còn có những bức hình rất đẹp của các họa sĩ đã vẽ bằng trái tim yêu quý và ủng hộ chương trình. Nên quý vị hãy vừa chú ý lắng nghe, vừa để mắt ngắm nhìn luôn nhé. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có tựa đề Tình yêu không đủ mạnh sẽ dễ làm tổn thương nhau. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Chào các bạn trẻ, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài tình yêu liên quan đến trầm cảm. Chúng ta biết là tình yêu có một mãnh lực rất lớn. Khi yêu thì dường như là chúng ta muốn quên tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Thấy tình yêu là đẹp nhất, thấy người mình yêu là quan trọng nhất. Chúng ta đã bay bổng trong khung trời của tình yêu và thấy cuộc đời thật là nên thơ, thật là đáng sống. Nhưng mà các em biết không, đứng về góc độ nuôi dưỡng tâm hồn thì đó chính là lúc mà các em bắt đầu bỏ rơi cuộc đời mình. Các em bị hút vào đối tượng thương yêu. Các em ngày đêm thương nhớ đối tượng thương yêu. Các em tìm mọi cách để làm vừa lòng đối tượng thương yêu, để đối tượng thương yêu làm vừa lòng lại các em. Các em bỏ ra quá nhiều thời gian và năng lượng để vun đắp cho cái gọi là tình yêu. Nhưng mà kỳ thực là các em lúc nào cũng để tâm mình ở bên ngoài, ở trọ trong lòng người kia, để xem người kia nghĩ gì, người kia muốn gì, người kia thương mình nhiều hay là ít.
Và rồi mỗi ngày các em cứ rời xa chính mình, không có ý thức được những gì xảy ra trong con người của mình. Kể cả đói cũng không quan tâm, giấc ngủ cũng không quan tâm, những sinh hoạt cơ bản của bản thân cũng không quan tâm, sự liên hệ gắn kết với các thành phần trong gia đình cũng không quan tâm. Thậm chí có nhiều em vì tình yêu mà làm ảnh hưởng rất lớn đến công ăn việc làm. Đó là lúc các em đang yêu đó, lúc các em được đón nhận một nguồn cảm xúc rất là lớn. Nhưng các em có biết không, nếu tại thời điểm đó các em ngưng yêu, các em không thể tiếp tục yêu vì một lý do gì đó mà buộc hai bên phải tách ra, hoặc thí dụ như là người kia không còn thương em nữa, phản bội em, thì em nghĩ em sẽ như thế nào? Em có thể bình thường được không? Em có thể ổn định liền được không? Em có thể thấy như không có chuyện gì xảy ra không? Hay là em sẽ gục ngã? Hay là em sẽ đau khổ? Thậm chí có nhiều em còn nghĩ đến cái chết. Tại vì trong suốt quá trình thương yêu có một thứ rất là khủng khiếp xảy ra ở bên trong mà các em không bao giờ được biết. Đó là các em đã hình thành một thói quen nghiện ngập cảm xúc. Các nhà khoa học nói rằng não bộ chúng ta thường tự có thể chế xuất ra endorphin và serotonin. Đó là những nội tiết tố giúp cho chúng ta an thần, thư giãn, quân bình, thơ thới, an vui, tạo ra những cảm giác dễ chịu. Và đó là chất liệu để đưa tới hạnh phúc. Nhưng mà khi chúng ta có một đối tượng ở bên ngoài để dựa dẫm vào, để tìm thấy sự hấp dẫn, sự ngọt ngào, sự êm ái, sự dễ chịu từ nơi đối tượng đó, mà cứ lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần, hàng trăm lần, hàng ngàn lần, thì não bộ buộc phải ghi nhớ tới một cái lệnh mới, rằng từ đây trở về sau nó sẽ ngưng chế xuất endorphin và serotonin nữa. Nó sẽ dựa vào những cái thứ hấp dẫn bên ngoài. Mà cái thứ hấp dẫn ở đây nó không chỉ giới hạn ở rượu bia, ở thuốc lá, ở những chất kích thích, mà đó còn là tình yêu. Và trong tình yêu thì có luôn cả tình dục. Vì vậy cho nên là một quãng đường rất là dài, em đã sống cái gọi là vì người khác. Em đã bỏ rơi chính mình. Một thời gian rất là dài, em không tự tạo ra sự an vui, sự thoải mái, sự thư giãn thảnh thơi cho riêng em. Và em đã dựa hẳn vào đối tượng kia. Nhà em không ở, em đi ở nhà người ta. Cái đó em gọi là tình yêu đó. Cái đó em gọi là những giá trị hạnh phúc tuyệt vời của em đó. Có một chú bé bị mù đến nhà một người bạn chơi. Mãi mê trò chuyện rồi cậu không hay trời tối. Thì người bạn mới nhắc cậu bé là thôi anh đi về đi, trời tối rồi. Và người bạn mới trao cho cậu bé mù một cây đèn. Cậu bé mù mới cười nói: trời ơi, anh giỡn với tôi hả? Tôi mù mà, anh đưa cây đèn cho tôi để làm cái gì? Thì người bạn kia mới từ tốn giải thích: anh cứ cầm cây đèn này lên đi, người ta thấy anh người ta sẽ tránh. Thế là cậu bé vui quá, cậu bé rất là hạnh phúc, cảm ơn bạn, cầm cây đèn đi về. Thì trên đường về cậu bé cứ nghĩ rằng: chà, chắc hôm nay ai cũng sẽ tránh mình hết đây. Cho nên là cậu bé đã không dùng kỹ năng dò đường mà mình vốn có. Cậu bé đưa cây đèn lên và lao tới phía trước. Một đổi sau thì có một người đâm sầm vào cậu, cả hai đều ngã nhào. Cậu bé giận quá hét lên: trời ơi, bộ anh đuôi sao không thấy cái đèn của tôi vậy? Thì người kia mới ôm bụng cười ngất nói: cái đèn đâu? À, cái đèn của anh tắt lâu rồi anh đuôi ơi. Chúng ta có phải là cậu bé mù đó không? Chúng ta có thể đi được trong cuộc đời này dù chúng ta không phải là cái người có nhiều trí tuệ lắm, có nhiều ánh sáng lắm, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dựa vào bản năng sinh tồn kỳ diệu của mình. Nhưng tiếc thay, khi mà chúng ta có một thứ gì đó để dựa vào, một phương tiện hỗ trợ, thì lập tức chúng ta dựa hẳn vào đối tượng đó. Phải chi dựa vào một ít thì không nói, chúng ta dựa quá nhiều, dựa hẳn vào luôn đối tượng đó, để rồi đánh mất chính mình. Và sự lệ thuộc trong tình yêu xảy ra từ đó. Vậy thì từ đây trở về sau, những gì xảy ra cho cây đèn là sẽ xảy ra cho cuộc đời ta. Cây đèn còn thì chúng ta tiếp tục vững bước, cây đèn tắt thì chúng ta sẽ té ngã, ta sẽ tổn thương, đau khổ.
Các em biết không, khi mình yêu thương một người nào, cái sự ham thích của mình, cái sự muốn chiếm hữu của mình, tại vì mình biết đối tượng đó sẽ mang lại cho mình những cảm giác rất là sung sướng, dễ chịu. Cho nên mình luôn cố gắng làm vừa lòng đối tượng, và mình có thể bỏ qua hết những khuyết điểm, những yếu kém, những vụng về, lầm lỡ của đối tượng. Nhưng mà kỳ lạ lắm, tình yêu của chúng ta nó rất là vô thường. Có lúc nó rất là mạnh mẽ, nhưng mà có lúc nó cũng rất là yếu đuối. Cho nên khi chúng ta không còn quá ham thích, dựa dẫm lệ thuộc vào đối tượng, chúng ta không còn tìm thấy bất cứ sự hấp dẫn nào từ nơi đối tượng, thì cái liên hệ tình cảm ấy còn lại là gì? Tình mà mất đi rồi thì ít nhất còn lại nghĩa, phải không? Nghĩa là gì? Là những gì mà chúng ta đã hy sinh cho nhau, đã hiến tặng những ân tình cho nhau, đã vui buồn đồng cam cộng khổ cùng nhau, đã nhìn nhau, đã đến với nhau trong một liên hệ như là những người bạn rất thân, như là những người tri âm, tri kỷ, nhưng là những người bạn đồng hành, đồng điệu với nhau rất nhiều giá trị trong cuộc sống. Nhờ nghĩa mà chúng ta mới giữ được liên hệ lâu bền. Nhưng mà nếu tình đã yếu mà nghĩa cũng chẳng là bao nhiêu, thì chắc chắn là liên hệ đó trở nên rất là nặng nhọc. Khi mà một liên hệ không đủ tình và không đủ nghĩa đó, thì đối tượng này có thể sẽ làm phiền hà đến đối tượng kia. Các em thử nghĩ, khi mình sống chung một người, mình phải va chạm với một người, mình phải chung đụng với một người, mình phải chịu trách nhiệm cho một người, mà mình không thể đón nhận bất cứ sự ngọt ngào, êm dịu, hấp dẫn nào từ nơi đối tượng đó, thì em có thể sống chung với người đó lâu bền được không? Đó là chưa nói trong người kia có rất nhiều vấn đề, mà phải tới khi cái tình nó lắng dịu xuống, cái nghĩa nó chưa được hình thành, thì những vấn đề đó nó mới bước ra. Những vết thương từ trong quá khứ của người kia sẽ bước ra, những thói hư tật xấu trong người kia sẽ bước ra, những năng lượng tiêu cực nằm trong sâu thẳm tâm hồn người kia sẽ bước ra, bản ngã to đùng của người kia cũng sẽ bước ra. Mà em cũng đâu vừa, em cũng y chang như người ấy, em cũng có những tổn thương, cũng có những năng lượng tiêu cực, bản ngã cũng khổng lồ. Hai tâm hồn có vấn đề, hai tâm hồn tổn thương, hai tâm hồn yếu đuối mà đồng hành cùng với nhau trên con đường tình, thì em nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là sẽ làm tổn thương nhau. Trong tình yêu, người ta đã làm tổn thương nhau biết là bao nhiêu. Vì sao? Vì hai bên đã tập cho nhau một thói quen không tốt, đó là anh hãy dựa vào tôi sẽ cho anh tất cả sự hấp dẫn, em hãy dựa vào anh là điểm tựa tinh thần vững chắc. Hai bên có một phần lừa dối ngầm với nhau, hoặc là công khai với nhau từ buổi ban đầu, để rồi hai bên không thể giữ vững được lời hứa. Hai bên không giữ vững được phong độ, hai bên đã đánh mất những cái đẹp, cái lung linh mà mình đã đem hết con người mình ra, đã thể hiện trong lúc ban đầu. Đó là chưa kể những áp lực của cuộc sống, về mưu sinh, về những vấn đề khó khăn xảy ra xung quanh, về câu chuyện gia đình, về con cái, về rất rất nhiều thứ phải đương đầu và giải quyết. Làm sao để có thể có đủ một nguồn năng lượng khổng lồ để giải quyết hết tất cả những khó khăn kia, khi mà hai người không còn yêu thương nhau mặn nồng như thuở ban đầu nữa. Cho nên càng sống chung với nhau lâu năm thì vết thương tạo ra cho nhau càng lớn mạnh. Đi rồi, tình yêu là nơi chôn giấu biết bao nhiêu tâm hồn khổ lụy, cũng là nơi chấm dứt biết bao hoài bão, lý tưởng, giá trị tốt đẹp của một con người còn rất trẻ. Đó là lỗi của ai? Lỗi của tình yêu hay là lỗi của chúng ta, những người chỉ biết yêu bằng bản năng mà không đi qua sự học hỏi và luyện tập? Tại vì trên đời này có những người họ yêu nhau nhưng mà họ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc. Hai tâm hồn đến với nhau là nâng đỡ cuộc đời nhau, là dìu nhau đi về những con đường tốt đẹp, tươi sáng.
Người xưa có nói mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tuy hai mà một có nghĩa là hai con người nhưng mà một tâm hồn, cùng đồng điệu với nhau, cùng trân quý những giá trị tốt đẹp của nhau, cùng nhìn về một hướng, cùng nắm tay nhau đồng hành trên con đường hạnh phúc. Cho nên mỗi bên sẽ tự bỏ bớt những ích kỷ riêng tư của mình, những đòi hỏi nhỏ nhen, mà hãy cùng góp sức với nhau tạo dựng một con đường chung, mà ở trong đó chúng ta tất nhiên là sẽ có sự sẻ chia đồng điều với nhau. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng, dầu chúng ta cố gắng sáp nhập hai cuộc đời trở thành một, nhưng mỗi bên vẫn phải có những nhu cầu riêng. Mỗi bên phải có ý thức tự chăm sóc tâm hồn của mình. Tại vì không ai có thể chăm sóc mãi tâm hồn cho ai, không ai có thể làm cho ai hoài mãi an vui và hạnh phúc. Đó là chưa kể mỗi bên có những vấn đề, có những vết thương, có những nỗi khổ niềm đau mà chính chủ nhân của những vết thương, của những khổ đau đó mới có thể chữa lành được. Thì thay vì chúng ta cứ quấn vào nhau, lệ thuộc vào nhau, dựa vào nhau rồi đánh mất cuộc đời của bản thân, thì có lúc chúng ta cần phải được tách ra. Khi chúng ta tách ra thì chúng ta sẽ trở về chăm sóc khu vườn tâm của mình. Tự mình nhổ cỏ dại, tự mình trồng hoa thơm, trái ngọt. Để rồi khi chúng ta sáp nhập lại, thì chúng ta sẽ có những giá trị tốt đẹp để dâng tặng cho nhau. Dĩ nhiên là trong một liên hệ tình cảm thì phải có sự nâng đỡ qua lại lẫn nhau. Em ngã thì anh nâng, và anh ngã thì em cũng có thể nâng. Nhưng mà nếu em chưa ngã thì đừng có bắt anh phải nâng hoài. Em ổn mà, tại sao em không dựa vào em để tự tạo niềm vui, hạnh phúc? Rồi khi nào em không thể làm điều đó nữa, hoặc là khi nào chúng ta đủ duyên, thì chúng ta sẽ hợp lại để tạo những niềm vui hạnh phúc chung. Và anh cũng vậy, anh không cần phải lúc nào cũng chăm bẩm hướng về em, canh me em hay là dò xét em. Anh cứ sống cuộc đời của anh, anh lo chăm lo công việc, anh xây dựng các mối liên hệ tình cảm gia đình của anh với bạn bè của anh, anh hướng tới những hoài bão lý tưởng trong cuộc đời của anh. Và trong khi đó anh sẽ tạo ra rất nhiều năng lượng an lành, mời lên nhiều giá trị tốt đẹp, để khi anh gặp em thì anh có những món quà quý giá để trao tặng cho em. Một liên hệ tình cảm mà được thiết lập trên cái nguyên tắc như vậy, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời mình. Khi nào cần kiếp lắm, khi nào hết chịu đựng nổi thì mới nhờ đến sự nâng đỡ bên kia. Và khi mình có những khó khăn, khi mình có những nỗi khổ niềm đau, là phải tự động quay về để chữa lành vết thương của mình trước. Còn sự giúp đỡ của người kia phải là vai trò phụ. Và đặc biệt là khi chúng ta bị tổn thương tâm lý, chúng ta bị trầm cảm, chúng ta rất dễ vung ra những năng lượng độc hại làm tổn thương người mình thương, thì chúng ta dù có thương người kia nhiều lắm, dù người kia có thương chúng ta nhiều lắm, thì chúng ta cũng xin người kia được tách ra một thời gian. Có thể một ngày tách ra vài tiếng, một tuần tách ra vài buổi hoặc là vài ngày, để mình rút lui về hang của mình như là con hổ tự liếm vết thương, để mình xây dựng lại niềm tin là mình vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Mình có thể dựa vào thực lực của chính mình, mình có thể làm cho não bộ mình tự chế xuất ra endorphin và serotonin, những chất an thần như vậy. Khi niềm tin vào bản thân được khôi phục thì mình có xuất hiện bên người kia, người kia cũng vững tâm, người kia cũng đỡ vất vả, đỡ mệt mỏi. Trong một liên hệ tình cảm mà người này cứ phải dựa dẫm vào người kia một cách tuyệt đối đó, thì đáng sợ lắm. Tình yêu ấy không có sức khỏe, không có lành mạnh, không có tráng kiện, không có cơ bắp, thì không thể nào đi xa trên đường đời với rất nhiều phong ba, bão táp. Cho nên nương tựa vào chính mình để làm mới bản thân mình, để mình luôn luôn là một đóa hoa tươi đẹp, sẵn sàng hiến tặng cho người mình thương yêu. Đó cũng là một cách thể hiện tình yêu đích thực. Đừng quá trông chờ vào những người khác, hãy tin vào chính mình. Chúng ta còn chứa đựng rất nhiều gia tài quý giá bên trong. Hãy tin tưởng vào điều đó, hãy quay về. Xin cảm ơn đại chúng và các bạn trẻ đã lắng nghe.
Khi hai bên đã chất chứa quá nhiều điều bất mãn về nhau mà chưa bao giờ được đem ra giải bày, mổ xẻ, thì một lỗi lầm bé nhỏ cũng có thể châm ngòi cho quả bom đã nén quá lâu kia bùng nổ. Nhưng tại sao có lúc ta chịu đựng những sai trái hay khiếm khuyết của người kia một cách dễ dàng, nhưng có lúc chỉ một lỗi nhỏ thôi mà ta cũng không chấp nhận nổi? Đó là do lỗi của người ấy hay của chính ta? Có phải vì tình thương yêu ta dành cho người kia đã vơi cạn, trong ta giờ chỉ đầy rẫy những thành kiến, đòi hỏi, toan tính, dò xét lẫn nhau? Quả bom ấy nếu không nổ thì tình cảm kia cũng sẽ xói mòn và gục chết theo thời gian. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi một câu chuyện mà chắc chắn chúng ta sẽ thấy mình ít nhiều ở trong đó. Đây là vở kịch dựa trên truyện ngắn Con Ruồi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được biên tập và dàn dựng bởi đạo diễn Tùng Phi qua phần diễn xuất của các diễn viên Hồng Ánh, Chí Quang và Tùng Bảo. Vở kịch này được trình diễn trong đêm nhạc thiền 2020 với chủ đề Ngày Trưa Giông Bão. Mời quý vị cùng thưởng thức. Héo hết rồi, đừng có cố gắng nữa. Không anh ơi, em thấy còn những nụ hoa nó đang hé nở. Chắc là phải nhổ lên hết rồi trồng lại những cây khác. Có chuyện gì đây? Anh sao vậy hả? Anh bị cái gì vậy hả? Đừng có đụng vào tôi. Cái gì vậy? Cô mới vừa cho tôi uống cái gì vậy hả? Dạ sữa. Sữa có ruồi đó. Tôi vừa mới nuốt cái thứ gớm ghiếc nó vào trong cổ họng của tôi. Vô lý. Tại sao lại có con ruồi được chứ? Chẳng phải là cô tự bỏ vô sao? Anh nói cái gì vậy hả? Em bỏ con ruồi vô ly sữa của anh làm cái gì? Chắc là nó mới vừa bay vô thôi. Nó mới bay vô hay tự lúc nào thì chỉ có trời mới biết. Thôi để em đi pha cho anh ly khác nha. Khỏi đi. Bây giờ có pha ly sữa khác thì tôi cũng đã nuốt con ruồi đó vào trong bụng rồi. Em pha cho anh ly mới. Ủa? Anh ơi, con ruồi nó còn ở đây mà. Trời đất ơi, vậy là có tới hai con lận. Sao anh biết có ruồi mà anh vẫn uống? Ai mà biết. Anh không biết sao anh biết có hai con? Thì nó cứ cầm cộm ở trong cổ họng nè. Chẳng lẽ anh không biết sao? Anh... Thôi, anh đừng có la nữa, anh mệt. Lỗi của em. Em bất cẩn quá. Em vô em pha cho anh ly khác nha. Em xin lỗi. Bất cẩn lúc nào cũng bất cẩn. Bữa nay cho tôi uống rồi, ngày mai cho tôi uống cái gì nữa? Em biết lỗi của em rồi, để em pha cho anh ly khác. Sao mà cô bất cẩn cả đời vậy? Anh mới vừa nói cái gì hả? Tôi làm cái gì mà anh nói tôi bất cẩn cả đời? Ủa, chuyện này đáng lý ra cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ đúng không? Ý anh là sao? Được rồi, cô muốn nghe chứ gì? Vậy cách đây mấy bữa, ai ủi đồ làm trái cái quần của tôi? Hả? Có phải là do bất cẩn không? Anh! Lúc đó anh không thấy trời đang mưa à? Em phải chạy vội ra cái xào đồ em gom hết quần áo vô. Anh không có bệnh, tay chân anh đang lành lặn. Tại sao anh tự ủi đồ mà lúc nào cũng nhờ tới em? Trời trời trời, có cái giọng điệu của cô kìa. Cô nói chuyện với chồng cô bằng cái ngữ điệu như vậy đó hả? Anh ơi, mai là tôi đang bệnh. Chứ nếu tôi không bệnh cô còn lớn giọng hơn cỡ nào nữa. Nè, rồi người khác họ nghe được, họ nghĩ tôi là một chàng chồng không ra gì, vừa làm biếng mà còn vô tâm nữa. Được rồi, cô muốn nghe chứ gì? Vậy còn ai? Ai hôm trước khiêng đồ cẩu thả làm đụng bể cái màn hình tivi? Hả? Cô nói đi, tôi hay là cô? Còn em nói ai? Đủ rồi. Ai mở cửa quên đóng để cho con chó nó chạy ra ngoài đường rồi người ta bắt mất? Trời
Trời ơi, con chó đó tôi quý biết chừng nào, tôi nuôi nó được 5 năm rồi. Hôm nay anh làm sao vậy hả? Sao tự nhiên lôi những cái chuyện từ đời cổ tích nào ra đây mà nói vậy hả? Anh có nhắm là cả đời mình anh không bao giờ phạm sai lầm, không bao giờ bất cẩn không? Nếu anh quên, tôi nhắc đây. Hôm vừa rồi, ai là người mở vòi nước không khóa để cho về nhà nước linh láng ngập lụt hết cả nhà, anh hay là tôi? Còn cái chuyến đi Hàn Quốc, cô nhớ không? Hả? Khi nói mà ra tới sân đi. Bay rồi ai mới nói là để chìa quên khóa nhà. Của ai làm nhà. Mất để dạ, cho tôi phải gọi thợ đi thay toàn bộ ổ khóa trong nhà này. Tôi lúc nào cũng là tôi của cô. Cô cũng không có hiền lành gì đâu. Tôi hiểu cô quá mà. Hễ mà ai nhắc tới đâu cô lại xù lông lên. Anh hiểu tôi. Anh cũng đang xù lông kìa. Điều này sẽ không xảy ra nếu như cô là người hiểu rõ và biết lắng nghe ý kiến của người khác. Anh muốn tôi lắng nghe cái gì? Hả? Được. Cô muốn nghe chứ gì? Cô lúc nào cũng nghĩ là mình bản lĩnh lắm. Tính tôi không thích kể lể gì, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Nói để cho cô hiểu rõ về bản thân của mình hơn. Bao nhiêu năm qua, những gì mà cô thật sự quan tâm hình như là không dành cho cái gia đình này. Thì ra bao nhiêu năm qua, lúc nào điều anh nghĩ về tôi cũng là như vậy, đúng không? Bao nhiêu năm qua, cô cứ chăm chăm vào cái chuyện nghệ thuật gì đó của cô bên ngoài. Tôi không nói, nhưng không có nghĩa là cô muốn làm cái gì đó thì làm, cô muốn sống sao đó thì sống. Phân biệt nặng nhẹ thì hơn như thế nào thì cô cũng cần phải có sự tỉnh táo và giới hạn của nó chứ. Đâu phải muốn làm cái gì đó thì làm. Vậy chứ anh muốn tôi sống như thế nào? Là một bà vợ nội trợ, suốt ngày chăm 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 sóc cho chồng cho con, đi giải quyết những công chuyện của gia đình hai bên. Có được một thời gian rảnh rỗi nào đó thì anh lôi tôi đi hết cuộc gặp này, giới thiệu tôi với đối tác nọ, gặp gỡ hết những người này đến người kia, để anh tự hào tôi là nghệ sĩ. Anh giới thiệu với họ để nhờ đó nó giúp cho anh suôn sẻ trong những cái hợp đồng béo bở của công việc anh. Anh nghĩ giùm tôi đi, tôi còn khoảng thời gian nào riêng cho mình chứ? Hả? Ủa, có lẽ những điều đó không làm cho cô hãnh diện sao? Không đem cho cô một cái cảm giác gọi là hạnh phúc gia đình sao? Hạnh phúc đó là cái thứ hạnh phúc mà anh nghĩ. Anh nghĩ là nó hạnh phúc chứ không phải là của tôi muốn. Anh nhắc thì tôi cũng sẽ nhắc luôn cho anh nhớ. Đúng, tôi đã từng quyết định sống như vậy. 5 năm, tôi nghĩ là mình phải bỏ hết tất cả những cái ước mơ. Mình chỉ nên là một người vợ, chu toàn dung dén tất cả mọi thứ trong gia đình để cho chồng mình đi ra ngoài kiếm tiền. Chính xác là từ lúc thằng Bảo nó ra đời, sau khi sanh con, công việc nó cứ ập đến, anh thì cứ đi triền miên. Tôi cảm thấy rất là ngột ngạt. Tôi không hiểu tự nhiên mình có chồng, có gia đình để làm cái gì mà tại sao mình khổ quá như thế này. Không nói được với ai, cứ một mình ôm con. Tôi rơi vào cơn trầm cảm anh biết mà. Mỗi một buổi sáng mở mắt ra, tôi cảm thấy rất là sợ. Tôi cũng không biết là mình sợ vì cái điều gì. Cơn trầm cảm nó cứ chiếm dần. Đã có lúc tôi nghĩ mình nên kết thúc. Nhưng anh ơi, vì tình yêu với nghệ thuật và vì con,
Tôi đã tìm được cho mình một lý do để tôi cố tôi bám vào. Tôi cố tôi chống chọi lại với nó. Những lúc tôi như vậy thì chồng tôi ở đâu? Anh ở đâu? Nếu như chỉ một mình cô chống chọi thì tôi phải chiến đấu. Là chiến đấu đó. Làm sao để gia đình này được đầy đủ như ngày hôm nay? Làm sao để cho cô có thể tự do bay nhảy bên ngoài mà không nghĩ tới cái chuyện tiền nong? Làm sao để cho con mình nó có thể học trong một trường mà uy tín và danh giá? Cô nói đi. Nói đi. Nhiều lúc cô ở bên cạnh tôi mà tôi không thể nào chạm vào cô. Cô là một cái gì đó vừa mong manh vừa long lanh, xa xôi và mờ ảo. Đó là sự thật. Tôi mệt mỏi vô cùng. Thì ra suốt 17 năm qua, từ cái ngày mà tụi mình quyết định về chung sống với nhau, quyết định cùng nhau chăm sóc hạnh phúc, cùng nhau yêu thương, thì ngay giờ phút này đây, cả tôi với anh đều có cùng một suy nghĩ. Chúng ta quá xa xôi và mờ ảo. Gần đây tôi đã nghĩ tới chuyện chúng ta cần phải giải thoát cho nhau. Anh nói đúng, chúng ta nên giải thoát cho nhau. Tôi đã nộp đơn ly dị. Vậy còn thằng Bảo? Nó lớn rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đây. Nó đã đủ tuổi trưởng thành để nó hiểu rõ và nó có quyền muốn sống với ai. Chắc cũng nên như vậy. Bởi vì suốt thời gian qua, tôi với anh sống với nhau, mỗi người chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Còn tình yêu thì anh lúc nào cũng chu đáo. Anh nhìn vườn hồng nhà mình một lần đi. Anh có biết vì sao tất cả những bông hồng nó chết hàng loạt không? Đó là vì anh bón phân không có đúng. Cách anh chăm sóc nó cũng sai. Anh cứ vô phân rất là nhiều, nhưng không phải là loại phân dành cho bông hồng. Rễ cây nó bị nóng và chết. Anh không biết gì hết. Anh không hiểu gì hết. Một loài hoa nó không thể sống được không phải là chỉ vì anh cứ bón phân cho thật nhiều. Nó đã chết. Chết sạch.
rồi. Nó chết ngay khi được chăm sóc thật nhiều đó. Bảo, mẹ khóc nhiều lắm ba. Bảo à, chắc là con cũng biết chuyện tình cảm của ba với mẹ rồi chứ. Ba mẹ sẽ ly dị. Con biết, con biết là rồi sẽ có ngày này. Dù cho là con không muốn, nhưng mà trong suốt khoảng thời gian qua, chính con là người đã phải chứng kiến ba mẹ phải chịu đựng nhau khi cùng chung sống trong ngôi nhà này. Ba uống miếng sữa đi ba. Đừng đưa ba ly sữa đó. Nó có rùi. Chính tay mẹ con đã pha cho ba uống đó. Có rùi. Còn một con ở trong đó, nó sẽ là bằng chứng. Làm gì có con rùi nào hả ba? Là sao? Cái này là xác trà mà. Sự hoàn toàn mất niềm tin vào những phẩm chất tốt đẹp ở bản thân và thậm chí là vào ý nghĩa của việc tiếp tục sống là những điều rất thật, rất đáng buồn và vẫn thường xảy ra với những ai mang hội chứng trầm cảm ở mức độ khá nghiêm trọng. Mong muốn được đồng cảm, thấu hiểu từ những người thân yêu nhất, nhưng cũng đồng thời luôn sợ hãi rằng mình sẽ chẳng được chấp nhận, chẳng đáng được thương yêu, để rồi từ đó tìm cách đẩy người ấy đi thật xa. Chính là những nút thắt đầy mâu thuẫn
mà chỉ với tình thương yêu đủ nhẫn chịu và đủ lớn thật sự, thì một người mới có thể hiểu để chở che và cùng với người trong cuộc tháo gỡ được. Sau đây, mời quý vị đến với lá thư mang tựa đề Trở lại từ bờ vực thẳm của Alana Roman. Cô là một phụ nữ trẻ vật lộn cùng trầm cảm trong cuộc hôn nhân còn son trẻ với chồng mình, và đã viết lại trải nghiệm của cô khi đứng bên bờ vực sự sống, để rồi nhận ra tình cảm thiêng liêng mà anh dành cho cô, thứ động lực duy nhất mà cô bám víu để quyết tâm hồi phục. Lá thư được biên dịch bởi Yên Như sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hà Trần. Trong năm đầu mới kết hôn cùng Matt, tôi thường ước rằng giá như mình và anh ấy đã không gặp nhau từ thời còn đi học, khi anh ấy chỉ mới là một cậu học trò trẻ, mà lúc anh ấy đã là người đàn ông trưởng thành như hiện tại, biết ăn mặc và tốt bụng, lại còn vui tính nữa và tự tin. Anh ấy sẽ đúng là mẫu người đàn ông mà tôi muốn tìm kiếm, nhưng lại luôn cho rằng mình không đủ khả năng tìm thấy được. Vậy mà chúng tôi gặp nhau thủa anh ấy vẫn lấm tấm mồ hôi tay, hồi hộp mỗi lúc chúng tôi bên nhau, và vẫn phải xin phép bố mẹ mỗi khi cần lái ô tô ra ngoài vào buổi tối trong tuần. Rồi khi chúng tôi kết hôn, không hiểu sao mà lúc đấy tôi biết rõ rằng anh ấy chính là người bạn đồng hành lý tưởng mà mình cần. Một người tôi có thể nương tựa, thương tôi và hiểu mong muốn được độc lập và không phải phụ thuộc vào người khác của tôi. Nhưng đồng thời tôi cũng luôn có một nỗi lo sợ vô cớ rằng mình sẽ mất anh, nên tôi luôn cố gắng không làm gì quá mức để anh rời bỏ mình. Chứng trầm cảm của tôi trở nên khá phức tạp ngay từ lúc mới kết hôn. Trước đây cũng vì nó mà tôi vốn dĩ đã khá chật vật với việc học hành, dù luôn có lý do chính đáng như người thân trong gia đình qua đời hay cảm giác cô đơn ngay với chính những người tôi yêu thương. Cho nên tôi cứ cho rằng mọi việc rồi sẽ khá hơn một khi tôi tốt nghiệp và trở về nhà. Nhưng mùa đông đầu tiên khi chúng tôi mới cưới về, tôi lại thấy mình mất cân bằng, ngủ quá nhiều và hay khóc lóc, cùng cảm giác bị choáng ngợp vì kiệt sức dù chỉ làm những công việc hết sức đơn giản. Valentine đầu tiên sau khi cưới của hai đứa cũng là ngày mà khi đi làm về, anh thấy tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Đầu óc tôi lúc ấy quá tê liệt và sợ hãi, nên thậm chí không thể cử động được nữa. Matt khẩn thiết muốn cứu giúp tôi. Anh đưa tôi vào nhà tắm, gội đầu cho tôi, trong khi tôi vẫn cứ đứng sững và thổn thức mãi, không thực sự hiểu mình đang bị làm sao. Chỉ tới khi tôi quyết định sẽ tự tử thì tôi mới cảm thấy rằng rốt cục tôi ít ra cũng đã có một điều gì đấy để mà trông đợi sau một khoảng thời gian thật dài. Matt lúc ấy vừa bắt đầu làm ở chỗ mới được vài tháng. Anh làm việc dài giờ và lãnh lương cao. Tôi được chu cấp để quay lại đi học, để tôi có thể thay đổi công việc của mình theo hướng giúp mình thấy hạnh phúc hơn. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ luẩn quẩn quanh trường, cảm thấy lo lắng và đối sức với bao bài vở cùng kỳ vọng, trong khi phân tích ưu khuyết điểm giữa việc mình nên treo cổ hay cắt cổ tay. Cái hôm tôi nhận ra mình cần phải đi cấp cứu ngay, tôi không gọi cho Matt, lúc ấy đang tham dự một buổi hội thảo, mà tôi gọi Sarah, một người bạn tôi ít gặp, nhưng dường như luôn có mặt bên tôi mỗi khi cuộc đời tôi đang khốn đốn. Tôi gọi đánh thức cô ấy vào lúc 5 giờ sáng. Mình sợ quá. Đừng đi đâu hết, cô ấy nói, mình đến đón cậu ngay. Nếu có ai đó phải vào bệnh viện và người ta đánh giá rằng người này là mối nguy hại cho chính bản thân, thì họ sẽ được đưa vào một căn phòng.
nơi có rất nhiều nhân viên liên tục ra vào hỏi những câu giống nhau như là: chị có định tự sát không? Chị bị như thế này bao lâu rồi? Hiện giờ chị có sử dụng thuốc gì không? Khoảng 1-2 tiếng sau, Matt xuất hiện ở cửa phòng. Đương nhiên là Sarah đã gọi cho anh ấy ngay sau cuộc điện thoại với tôi. Nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Ngạc nhiên và cả xấu hổ nữa. Lúc đầu anh không nói gì cả, nhưng khi trông thấy khuôn mặt anh thì tôi lúc đấy mới bừng nhận ra mình đã đi quá xa. Tôi chỉ ước rằng anh ấy đừng nhìn tôi nữa. Đừng có mà phán xét em, tôi nói. Anh đang phán xét em. Anh ấy không phán xét cậu đâu, Sarah trả lời. Anh ấy đang lo lắng cho cậu mà. Nhưng lo lắng lại làm tôi thấy bất an hơn là phán xét. Chẳng thà anh cứ phán xét tôi, điều đấy hợp lý hơn. Tôi đã làm một việc tồi tệ, lạm dụng sự tận tâm của anh dành cho tôi. Tôi muốn anh ấy nổi giận, muốn anh ấy bảo tôi rằng anh ấy chịu đựng như thế là đủ rồi, rằng anh ấy sẽ không kết hôn với một cô vợ điên và rằng anh ấy đã phạm sai lầm. Tôi muốn anh ấy hãy cứ ghét tôi nhiều như tôi ghét chính mình. Khi một nhân viên bảo vệ hộ tống tôi sang một căn phòng chật chội khác, tôi thấy vô cùng căm phẫn. Tôi còn chẳng biết tôi mong đợi cái gì khi đến bệnh viện và thú nhận sự điên rồ của mình. Nhưng tôi thấy ngạc nhiên với cả quy trình sao thật gượng ép và cảm giác không muốn hợp tác của chính mình. Tôi đã khóc và từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào người ta đặt ra để chuẩn bị cho tôi được nhập viện. Và cứ thế van xin Matt hãy đưa tôi về nhà. Tôi than khóc. Anh không thể bỏ em ở lại đây được. Anh nhìn tôi, khuôn mặt vẫn còn nguyên cái cảm xúc đau đớn chưa giảm đi chút nào từ lúc mới đến. Tôi khóc đến lúc thấy tim mình thắt lại. Tôi từ chối uống thuốc an thần lorazepam mà lẽ ra tôi phải uống từ lâu. Còn Matt thì ngồi yên lặng nắm tay tôi và không hỏi han gì cả. Tôi đã không thể hiểu được tại sao anh không nổi giận, tại sao anh không cảm thấy bị phản bội khi mà tôi đã sẵn sàng biến anh trở thành quá bụa ở tuổi mới 26, vứt bỏ tất thảy hy vọng và ước mơ của cả hai đứa. Tôi tự thấy tức giận với mình thay cho anh ấy và tự xỉ vào bản thân vì tất cả những điều tôi đã không làm được. Ở vai trò một kẻ đã lớn, một cô vợ mới cưới, một người có tất cả và cũng chẳng có gì. Tối hôm ấy, tôi chống đối không chịu ăn. Rồi tôi nhìn thấy một nhóm người đang còn ngồi làm các món thủ công trong căn phòng phía bên kia hành lang. Cuộc đời của bọn họ chắc cũng đang tan nát. Tôi đột nhiên cảm thấy khoa bệnh tâm thần này cũng gần giống như một cái nhà trẻ dành cho người lớn, nơi mà tất cả mọi thứ xung quanh đều được sắp đặt và cung cấp đầy đủ, nơi mà mọi người không kỳ vọng ta phải làm gì nhiều, nơi mà ta không có điện thoại hay email, không có vật gì sắc nhọn và không trách nhiệm. Ta chỉ cần thức dậy, ăn sáng, nói về cảm xúc của mình và trang trí mấy cái thẻ đánh dấu sách như một phương pháp trị liệu bằng nghệ thuật. Cảm giác ở đây thật là nhẹ nhõm, như được hít thở không khí trở lại sau khi mới vẫy vùng đuối nước. Tôi quan sát mọi người lúc này đang cắm hoa giả vô mấy cục xốp. Tôi thấy kiệt sức lắm, nhưng đồng thời cũng biết rõ rằng tôi muốn được hồi phục. Mặc dù chưa thể thừa nhận điều này nên tôi quay sang nói với Matt: có lẽ em nên đi làm thử cái đấy xem sao. Anh ấy trông ngạc nhiên và cả nhẹ nhõm. Ừ, được chứ, chắc chắn rồi, có vẻ hay đấy em. Chúng tôi cùng nhau đi qua bên chỗ họ. Một cách chần chừ anh nói với tôi: anh sẽ chờ bên ngoài nhé, được không? Em cứ vào đi. Tôi ngồi xuống một cái ghế, cảm thấy xấu hổ vì tôi đang ở đây, nhưng lại thấy vui sướng vì cuộc sống của tôi mới đơn giản biết nhường nào. Cuộc sống mới này này, tôi cần ở một nơi mà tất cả những gì tôi phải làm đó là tồn tại. Tôi cần phải cắm hoa giả và nghe lời khen ngợi từ những người phụ nữ mà công việc chính là đối xử tử tế với tôi.
Khi kiệt tác vòng hoa trông như một chuỗi nuôi của tôi hoàn thành được một nửa, tôi liếc nhìn Matt lúc ấy vẫn đang đứng ngoài hành lang. Tôi nhìn anh ấy một lúc, thực sự ngắm nhìn người đàn ông tôi kết hôn cùng, người thân thương nhất như gia đình với tôi. Tôi ngắm nhìn mái tóc dày mà tôi vẫn thích vân vê giữa mấy đầu ngón tay, cái chỗ thụt vào giữa cổ và vai anh, nơi tôi vẫn hay úp mặt vào mỗi tối để có thể ngửi được hương nước hoa còn ngai ngái, và cọ má vào đám râu lún phún hai ngày chưa cạo mỗi khi anh đang ngủ say. Tôi nghĩ đến anh giờ đây trông khác với anh lúc bình thường quá. Anh đã từng mạnh mẽ, khôn ngoan và dũng cảm hơn lúc này biết bao nhiêu. Và sao tôi lại hiếm khi thấy được những phẩm chất này nơi anh trong cuộc sống hàng ngày. Anh bắt gặp tôi đang nhìn anh và nhếch miệng cười. Ánh mắt vẫn ấm áp và yêu thương như ngày nào. Vậy mà tôi đã chưa bao giờ chú ý thế. Thay vào đó, tôi luôn trông chờ anh cứ phải chứng tỏ bằng lời về tình yêu mà anh dành cho tôi. Và tôi luôn nghĩ, anh hãy lặp lại đi, cứ nói vài ba lần và tiếp tục nói yêu em đi, vì em không tin anh đâu. Tôi đã luôn chờ đợi cái ngày mà hiện thực thức tỉnh anh và khiến anh nhận ra mình đã sai lầm khi nghĩ tôi sẽ là người vợ tốt, khi trong thực tế tôi lại bị trầm cảm và tìm cách tự hủy hoại mình. Nhưng ngày đó không bao giờ đến. Thay vào đó, nơi anh đứng ở hành lang, anh vẫn dõi theo tôi ngay khi đầu óc mình còn đang rối bời. Và tôi hiểu được điều anh vẫn tha thiết nói với tôi từ bấy lâu nay. Anh yêu em. Anh cảm thấy lo lắng cho em. Anh muốn em được hạnh phúc. Anh vẫn luôn ở đây mà. Đấy là điều mà tôi cần hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng lại nghĩ mình không bao giờ có được. Điều ấy đâu dành cho những cô gái như tôi, với đầu óc toàn một màu tăm tối và nội tâm đầy thương tổn. Đấy là điều mà tôi có thể phải dành cả đời van xin để có được, mà không nhận ra mình đã có rồi. Và cái ngày mà tôi suýt nữa kết thúc cuộc đời mình, tôi mới nhận ra khởi đầu thực sự với chàng trai trẻ mà tôi đã cưới và người đàn ông mà anh ấy đã trở thành.
Nếu như ở phần đoạn trên, chúng ta vừa được nghe những trăn trở, thổn thức của một người vợ, thì sau đây, mời quý vị lắng nghe tiếp một lá thư chạm vào trái tim đến từ một người chồng. Lá thư là lời cam kết mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu thương chân thật mà anh dành cho vợ mình, vốn cũng đang đối mặt cùng vấn đề tâm lý. Bài viết này được Yên Như chuyển ngữ và sẽ được Phan Anh thể hiện. Gửi đến vợ và cũng là người bạn thân thiết nhất của anh. Khi chúng ta gặp nhau cách đây 5 năm, anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc anh lại viết những dòng này. Khi chúng ta đứng trên sân khấu trước bao nhiêu người, trao nhau lời chân thành từ trái tim, anh không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở trong hoàn cảnh như hiện nay. Mình đã đi được một chặng đường thật dài, em nhỉ? Ngày đầu gặp nhau, anh chưa thật sự gần gũi một ai bị lo âu kéo dài hay trầm cảm nặng bao giờ. Những từ đó người ta vẫn thường xài một cách vung vãi, mỗi khi không thể nghĩ ra cách nào khác để diễn đạt nỗi thất vọng hàng ngày của họ. Tôi sắp lên cơn hoảng loạn rồi nha. Hay là, ôi trời ơi, tôi trầm cảm mất thôi. Đã trở thành những câu tuyên bố với giọng đều đều mà con người ta cứ thoải mái kêu lên mỗi khi hàng cà phê bán hết mất món bánh ngọt họ thích, hay khi họ buộc phải ngồi lại ở thư viện lâu hơn bình thường để làm cho xong bài vở thay vì đi quán bar với bạn bè họ. Đó là cách họ đánh tín hiệu cho người khác biết được những phiền hà của họ, và họ muốn người ta phải nhận ra để rồi cảm thông cho những khó khăn vặt vãnh kiểu như thế. Nhưng vợ của anh thì khác. Anh chưa bao giờ thấy sự đều đều, đơn điệu đó ở em. Ngược lại, em lúc nào cũng thật tươi sáng và tràn đầy sức sống lẫn năng lượng. Nhưng rồi từ từ, anh bắt đầu nhìn thấy một phần khác mà em giấu kín với anh và cả thế giới bên ngoài, một cách thật tự nhiên vì sợ bị người khác phát hiện ra. Nhiều ngày dài em cứ nằm trên giường hay chẳng tắm rửa, hay những ngày mà ăn một bữa ăn thôi cũng đã là quá sức với em. Nhiều lần anh bắt gặp em khóc và em vụng về tìm cách che giấu và làm như mọi chuyện vẫn ổn. Tính đến nay, mình đã bên nhau được 5 năm và cưới nhau đã gần 2 năm rồi. Khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau rất tuyệt vời, nhưng cũng là định nghĩa thật sự về một sự trồi sụt liên tục của cảm xúc. Viết từ góc nhìn của một người chồng luôn muốn tự cho mình là người thật sự chân thành và rất bản lĩnh đàn ông. Do không biết phải dùng từ nào thích hợp hơn, ban đầu anh không tài nào hiểu nổi tại sao có những ngày anh không thể làm em cảm thấy vui vẻ hơn được. Tại sao anh lại bất lực đối với việc thay đổi cảm xúc của em đến vậy? Khi em rơi vào chỗ sụt thấp nhất, anh cảm thấy để không tự vấn mình là điều thật khó. Khi em yêu cầu anh rằng hãy cứ để em được yên và em cần phải tự mình vượt qua, rằng anh chẳng thể làm được gì để có thể là người chồng, người đồng hành tốt hơn cho em và giúp những nỗi muộn phiền, lo âu của em được vơi dịu. Và đúng thế, em đang khóc đấy, nhưng chẳng phải do anh đã làm gì sai. Anh rất tiếc phải nói rằng những lời cam đoan của em lúc ấy đối với anh đều chỉ như gió thoảng qua tai. Khi em rơi vào chỗ sụt thấp nhất, em đã nói với anh một câu mà sẽ chắc chẳng bao giờ anh có thể đủ tinh thần để đối phó. Lý do duy nhất em còn sống là vì em nghĩ rằng em không thể làm thế với anh. Em không thể tự kết liễu đời mình chỉ vì em biết điều đó sẽ làm anh đau khổ đến giường nào. Đó là lời em nói. Lời nói ấy làm tim anh tan nát. Chỉ với một tuyên bố lướt qua như vậy, em đã truyền đạt hết được mình trân trọng anh ra sao và giá trị em tự đặt cho chính mình là ở mức thế nào. Nỗi tuyệt vọng vì không nói được với người bạn đời trầm cảm của mình là anh thương em biết bao nhiêu,
là mỗi ngày của anh tươi sáng hơn biết mấy khi có em. Và thay vào đó biết rằng cô ấy sẽ vẫn chỉ mỉm cười, để rồi không thật sự tin lời mình, hay không nhận ra được điều mà mình luôn cố gắng truyền thông đến cô ấy, chính là một trong những cảm xúc đau đớn nhất mà anh phải vượt qua. Nói cách khác là anh thấy mình bất lực. Trước đám cưới và cả vài tháng sau đó, anh cảm thấy hoàn toàn tê liệt. Anh tin chắc rằng anh chẳng thể làm được gì hết. Anh thấy mình mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của việc cố gắng hiểu được chứng trầm cảm của em, để rồi thấy tuyệt vọng mỗi khi tình hình xấu đi nhiều quá, và rồi lại quay lại, không khao khát gì hơn ngoài việc hỗ trợ cho em được khỏe lên. Đó là một vai trò mà chẳng có người chồng mới cưới nào lại thèm ganh tị. Nhưng hôm nay là một ngày tươi sáng hơn. Đã một năm trôi qua kể từ ngày ấy, và sau vô số cuộc điện thoại và không ít nước mắt, em đã và đang đi thăm khám với một bác sĩ tâm lý, người đã giúp em, giúp cả hai chúng ta học cách đối phó và điều chế chứng trầm cảm và lo âu của em một cách lành mạnh. Anh đã hiểu được rằng sẽ luôn có những ngày em cảm thấy xuống tinh thần, những ngày mà em không hoàn toàn là chính mình. Và mặc dù có những ngày vẫn thấy sao thật khó, anh vẫn đang cố gắng để hiểu rằng khi em buồn, có thể đằng sau không có nguyên nhân gì cả. Anh biết nó vẫn làm em sợ, mặc dù những ý nghĩ về việc tự tử đã tan biến. Anh biết em vẫn thường xuyên nghĩ về một ngày nào đó chúng lại ghé qua cuộc sống của chúng ta và tổ ấm mình đã xây dựng. Nhưng em hãy biết rằng lần này, anh đã sẵn sàng. Khi ta mới gặp nhau, anh là một cậu học trò khờ khạo trên giảng đường đại học, phải lòng em chí chết. Anh không hề được trang bị để đối phó với những sang chấn của bệnh tâm lý, và cũng chẳng sẵn sàng đối mặt với những phản ứng dữ dội mà anh cứ nghĩ chỉ có thể là lỗi của mình. Anh đã sẵn sàng nhượng bộ cho bất cứ điều gì em muốn, ngay cả khi đó là những khuynh hướng mang tính bất cần và tự hại. Ngày hôm nay, anh là một người đàn ông. Ngày hôm nay, anh là chồng em. Khi ta mới gặp nhau, anh đã nghĩ về em rất khác. Anh đã đúng. Bởi vì mặc cho em có phải vật lộn với trận chiến trong nội tâm em mỗi ngày, thì em vẫn cố gắng để thật sự là người vợ tốt nhất mà anh hằng mong ước có được. Mặc cho những thử thách mà chứng bệnh tâm lý chắc chắn sẽ còn đưa đến cho chúng ta trong tương lai, thì anh vẫn sẽ mạnh dạn chào đón chúng, miễn là chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó. Người vệ sĩ đầy cảnh giác của em, chồng em. Biển ơi, có người im lặng, có người vui đùa, là tại sao? Là tại sao có người im lặng, có người vui đùa giữa cuộc vui? Biển ơi, gió mùa đã về, mang nặng câu thề, sóng đùa suốt mùa, sóng đùa biển khơi. À ơi, em đùa đùa trời, à ơi, bờ xa có người im lặng, biển ơi, có tình vui đùa, có tình ở, là tại sao, là tại sao, có tình ân cần, có tình khóc tình, giữa vực sâu. Biển ơi, cát mòn thân rồi, gió mòn thân rồi, gió mòn cát mòn.
Tình yêu đôi lứa nào khi bắt đầu cũng trải qua những cung bậc cảm xúc thật đẹp, thật mầu nhiệm. Nhưng rồi khi niềm hân hoan, phấn chấn đó lắng xuống, thì đó mới là khởi đầu thật sự của một mối liên hệ tình cảm với những thăng trầm rất đời thực của cuộc sống. Khi cả hai bên mất dần sự trân trọng, gìn giữ, dành cho mối nhân duyên tốt đẹp ấy và kéo nhau rơi vào những muộn phiền, yếu đuối cùng bao tổn thương ẩn nấp sâu xa bấy lâu nay không có điểm dừng, thì hạnh phúc chung nhau xây dựng là điều không ai còn có thể nhận ra được nữa. Vậy thì hãy để lời xin lỗi chân thành từ trái tim là bước đầu tiên đưa hai tâm hồn trở về gần lại với nhau hơn. Đây là những thông điệp sâu sắc mà thầy Minh Niệm muốn gửi gắm đến những ai đang có cùng tâm trạng như một sự sẻ chia qua bài thơ Xin lỗi đã làm tổn thương nhau. Kính mời quý vị lắng lòng nghe qua phần trình bày của Thanh Hồng và Hồ Tiến Đạt. Xin lỗi anh, đáng lẽ ngay từ đầu em phải nói ra hết sự thật với anh, rằng em vốn là một cô bé đã bị tổn thương từ thuở nhỏ. Những trận roi đòn, những lời nói miệt khinh, những ánh nhìn nảy lửa, người lớn đã kiên nhẫn tặng từng ngày và gọi đó là tình thương. Em hoang mang, sợ hãi, không có niềm tin bất cứ một con đường. Chú nai con ngơ ngác trước những tiếng động nơi rừng sâu, núi thẳm. Anh đã trao em những phút giây bình yên, dù chỉ trong im lặng, nên em cứ dặn lòng, hãy tin vào giá trị thật của tình yêu. Nhưng anh ơi, đường đi quá chông chênh và em đã bước không đều. Em muốn hái cả sao trời, kết lên chiếc áo cuồng điên mộng tưởng. Em trượt ngã, anh đỡ nâng, biết bao lần vẫn hồn nhiên ngang bướng. Để giờ này, tâm hồn vỡ vụn trước nỗi buồn u ẩn trong anh. Xin lỗi em, anh chỉ là người bình thường nên tâm hồn cũng có lúc mong manh. Mỗi cuộc tình ra đi để lại những vết thương nhẹ nhàng, êm ái. Tưởng đã phôi phai, theo thời gian, anh cứ thản nhiên quên nhìn lại. Còn mảnh hổ ngày nào, giờ dễ giật mình trước tiếng động bâng quơ. Không còn nhìn em và tình yêu bằng ánh mắt trong trẻo nên thơ. Mỗi lời em nói ra, anh không thể tin ngay đó là sự thật. Từ bao giờ ở trong anh đã đóng băng, mặc nhiên mọi cảm xúc. Tình yêu chết dần mòn sau những lần giông bão em đã gây ra. Đêm đêm anh nhìn trời thầm hỏi, đâu là lối thoát của hai ta? Còn sót lại chút niềm tin, tình yêu đang đi qua mùa băng giá. Hãy kiên nhẫn đợi chờ, dẫu đớn đau, hoa sẽ mọc lên từ đá. Anh chỉ biết giữ mình, đừng kỳ vọng điều gì quá lớn nơi em. Xin lỗi anh, xin lỗi đã lôi anh vào cuộc đời đầy biến động của riêng em. Nếu hai ta đến với nhau không phải từ hai trái tim thương tổn, thì anh ơi, con thuyền tình giờ này chắc hẳn trôi ra biển lớn, chứ đâu kẹt mãi nơi này. Qua từng ngày, ta không thể nhìn nhau. Con đường tình ta đi đã trải qua nhiều hạnh phúc lẫn thương đau. Em xin cảm ơn anh, vẫn còn đây, chưa nỡ quay lưng bỏ mặc. Chỉ lời nói chân thành đã thức tỉnh em. Hoa
mọc lên từ rác, nên em muốn quay về thu xếp lại, tự chữa lành vết thương sâu. Tình yêu ơi, mùa xuân đang trên đường về, sẽ không phải đợi lâu. Em đã thấy trong em có những tia nắng đầu tiên của hy vọng. Nếu còn thương, đừng để em chiến đấu với màn đêm trong lẻ bóng, dù chỉ đứng lặng nhìn, mỉm cười hoặc trao về ánh mắt niềm tin. Xin lỗi em, anh đã trú ngụ quá lâu trong vai diễn của một kẻ vô tình. Nhờ lời xin lỗi từ đáy tim em như giọt cam lồ tình thủy, làm hồi sinh khí phách hiên ngang, trượng phu của một chàng dũng sĩ. Anh sẽ quay về diệt lũ chỉ vì mình đang ẩn nấp bên trong. Anh biết rằng trái tim này đã từng rộng lớn như một dòng sông, có thể ôm hết vào lòng những khó khăn, lỡ lầm hay vùng dại, nên anh cũng cần rút lui về nơi mình bắt đầu làm mới lại, từ nhận thức sai lầm đến những cảm xúc đã vỡ vụn từ lâu. Tình yêu ơi, mùa đông sẽ đi qua, rồi ngày nắng cũng lên mau, vết thương sâu mấy cũng liền da, nỗi buồn nào cũng không ở lại. Vâng, em xin cảm ơn anh. Hạnh phúc không cần tìm nơi xa mãi, là từng bước vào đời thật rạng ngời, thật thông thả và vì nhau. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Xin lỗi những đêm mùa đông, thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành. Xin lỗi quán quen phải cùng tôi tập quên một người. Có tình yêu vượt qua mùa đông, khóc che sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nồng không thể rời xa. Có người đi thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra để rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thể rời xa. Có người đi thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi.
xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Trong cuộc đời không ai có thể tồn tại một cách hoàn toàn biệt lập. Chúng ta luôn cần có nhau, vì không ai dám chắc rằng mình sẽ mãi đứng vững trước những bão tố có thể diễn ra bất cứ khi nào ngoài kia, hay ít nhất là những cơn biến động bên trong chính mình. Điều quan trọng nữa đó là chỉ khi nội lực của một người được vững vàng thì họ mới có thể có đủ bản lĩnh và khả năng để thực sự giúp đỡ người thân yêu của họ. Và nội lực này đến từ chính sự thực hành và trau dồi của mỗi cá nhân để có thể mở rộng được cánh cửa trái tim cho tình yêu thương đích thực được hiển lộ và soi sáng vào những góc khuất tăm tối nhất ở đối phương. Xin đừng dửng dưng bỏ mặc những tâm hồn còn đang yếu đuối và chưa đủ sức để tự vượt qua những vũng lầy của tuyệt vọng và khổ đau. Đó cũng là những thông điệp cuối mà số radio này muốn gửi gắm đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ chương trình xin được khép lại ở đây. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong số kế tiếp vào tuần sau.